1800 chính là những chiếc xe thuần điện thương hiệu Việt, VinFast VF8 sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang Mỹ và Canada trong tháng sau. Hãng VinFast sẽ tiếp tục xuất khẩu thêm 900 xe VinFast VF8 sang thị trường Mỹ và 900 xe khác sang thị trường Canada trong tháng 4 này. Theo tờ Bloomberg, VinFast sẽ chuyển lô xe điện VF8 thứ hai sang Bắc Mỹ vào ngày 4 tháng 4 với 900 chiếc cho thị trường Mỹ và 900 xe cho thị trường Canada. Cùng với đó là 700 xe sang thị trường châu Âu vào khoảng giữa tháng 6 tới đây. Những chiếc VinFast VF8 trong lô xe lần này sẽ là phiên bản tiêu chuẩn, có quãng đường di chuyển xa hơn so với VinFast VF8 City Edition hiện đang được bán tại Bắc Mỹ. Theo thông tin trên trang web của VinFast Mỹ, VinFast VF8 tiêu chuẩn có quãng đường di chuyển đạt 470 km theo chu trình thử nghiệm WLTP. Mức giá dự kiến của VinFast VF8 tiêu chuẩn này sẽ rơi vào khoảng 49.000 USD tại Mỹ và hay 57.500 cát tại Canada. VinFast dự kiến sẽ bắt đầu giao xe VinFast VF8 tiêu chuẩn cho khách hàng Mỹ vào đầu tháng 5 và tại Canada vào đầu tháng 6. Chúng tôi đang nỗ lực để mang tới cho Bắc Mỹ phiên bản VF8 tiêu chuẩn và đảm bảo sẽ có đầy đủ các chứng nhận theo quy định khi bàn giao cho khách hàng. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast, cho biết đây là đợt giao hàng thứ hai của VinFast ở Mỹ và lần đầu tiên tại Canada khi nhà sản xuất ô tô Việt Nam đang cố gắng giành chỗ đứng ở các thị trường nước ngoài cạnh tranh khốc liệt. Theo công ty, 45 chiếc xe điện VinFast VF8 City Edition có phạm vi di chuyển 333 km do EPA chứng nhận đã được giao cho khách hàng Mỹ vào đầu tháng 3 vừa qua. VinFast cũng bắt đầu cho thuê xe với giá khởi điểm từ 399 USD trên tháng trong 24 tháng, theo trang web của công ty tại Mỹ. Cũng theo thông báo mới đây, VinFast sẽ tiến hành bàn giao những chiếc VF9 đầu tiên cho khách hàng Việt Nam từ ngày 27 tháng 3. Một mẫu xe khác là VinFast VF5 Plus cũng sẽ đến tay người dùng Việt trong tháng 4 tới. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.